Hello, xin chào anh em YouTube, nên trở lại với Outlast. Outlast đây là cái chỗ mà chúng ta đã nhảy xuống và đây cái này sẽ bừng lên. Tom, ok. Phần trước mình đã thấy. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke. Nói về thời gian và cái gì đó của thực sự thiệt lên là thiệt. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand. Game này cái hình nó đẹp chứ, đúng không? Hình cũng đẹp lắm. Ta thấy đi được không? Phim chén phải. Chứ không phải chiếu phim chứ không phải chiếu Tom Cherry coi với vui chứ. Không phải, không phải chiếu Tom Cherry cho mình coi. Ví dụ là cái này nó nói về cái dự án hay gì ra đây. Một dự án gì đó thuốc tại sao không nó không được phát hành ở Mỹ thì bởi vì đây là quê nhà của nó, có lẽ thuốc đó có độc. Ok, độc comment. Cái dự án đó là War Rider, nó là vua War Rider. Vẫn là thằng nào? Không lẽ là mấy thằng này tên là War Rider nhỉ? Chắc là phần sau, trước khi vô phần sau mình phải đọc wiki rồi biết thêm. Ok, pin cài của pin này pin nhiều quá, chẳng biết làm cái lều gì hết. Ê, pin. Sao mình dễ tìm hiếp? Oh shit, thằng này đang nói chuyện. Tàu phù. Game này như là nó trô mình. Lúc trước là có người đứng ở đây coi xem phim. Phim ha. Phim. Dạ mình đi kiểu này chắc té quá. Chỗ này giống như là khó để đi. Thiếu mất trung tâm cái là té liền. Nó đi thế này cũng hay vậy. Cái phim ra cái máy hình nó hoài à. Chỉ là cái tiếng của nó thôi. Phong tàu phục à mẹ, thời gian vỡ lên dùm. Ok, thành công công không thành công. Mà giờ kiếm cái gì đây? Ok, chìa khóa. Đi xuống nó à, mở cái cửa exit nhỉ, exit nó gì đó không biết. Đi xuống từ từ thì mình cứ đi theo, mình cứ đi theo những gì game nó bảo là mọi thứ sẽ được sắp đặt đàng hoàng. Ok, đù nục nục nộp nộp. Sao mình trốn, mình trốn đồ liệu nhỉ? Ô là đây. Ok, cái cửa thì ta bà ra đi đó, ta ra đó. Ok, cái bị khóa này mở cửa. Ok, hồi dễ phải không? Ghê. Mình không thích mấy cái thằng mà cái trùng cái trần nó đi dí mình. Không có gì là gọi là hai hai. Sao mày không bao giờ mặc quần gì? Thằng này chắc pháp mỗi ngày. Cứ vậy nó không làm hại mình, vậy mình chỉ ok. Ok. Ok, mày nghĩ mày cầm cái dao hụt được tao à? Không đâu. Tao rim nhỏ vậy. Đi tiếp. Ok, ta đã đến một nơi đẹp sang trọng vậy, và là đất bằng gỗ và đàng hoàng.
Ok, tới chỗ này nó không hề đẹp thế nào. Tối và mọi thứ không đủ. Ok, xăm xe của tự do. Nope. Này chắc ấy thức tỉnh. Ok, cửa này có vẻ được. Ok, đúng đường con. Không đúng đường. Cái biết. Ok, chỗ chơi bi ra. Ok, đang niệm Phật trước cái tivi. Cầu trời, cầu trời, cầu gì đó không biết. Thì lần này anh em thấy là up video khá là chậm bởi vì này đi học không được chơi game. Anh gán thay vào chủ nhật làm khá là nhiều mấy ngày nghỉ á. Gán làm nhiều lên để mấy ngày đi học cầm vũ bi ra tìm net mà up. Cái chuyện là thế cũng gặp khá là chịu trở ngại nên up lâu. Ok, thế đó. Ok, mấy đường chỗ này thường có pin. Dễ gặp pin lắm. Ơi, toàn tới tụng kinh không nè. Ở đâu cũng có thằng. Tới giờ được tụng kinh. Ok, cái này tên là Confidential. Confidential. Thế mà từ đầu tới giờ mình kêu bằng đột cung minh không. Vãi. Đây không có đường. Chô vậy. Tôi có vẻ hôm nào cũng hàng ngồi niệm. Okay. Đây. Tự do, tại sao mình không được nhảy xuống vậy? Nhảy xuống vậy chắc không hay ho lắm rồi. Nhảy xuống tự do phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chủ năng. Cái phần bên kia cũng có thằng đang niệm kinh mà không mặc quần. Đợi khi mình vào nó thông mình thôi. Ok, mấy em đừng thông. Ok, bình tĩnh mà niệm đi. Chuông nhà thờ đang reo. Ok, God has sickness. Chúa ghét bệnh. Vậy. The fuck. Ok, đến giờ tôi nói đang niệm. Ok, xong mấy chỗ này nhiều thằng này quá vậy. Lúc này muốn giết mình, lúc này muốn làm bạn. Ok, đây là gì đây? Oh, barbecue nhà thờ. Ốc chìa khóa. Mình sẽ tham gia với War Rider trong một giờ thời gian ngắn. Rồi tới lúc đó mình sẽ biết War Rider là ai. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. Tự do là chỉ có thể chết. Chết tự do được. My resurrection. And together we will be free. Free freedom. Okay, freedom. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Giờ mình coi camera mình có gì. Ok, camera mình đã quay được một tiếng mấy. Cái màn hình video. Wow, nổi lửa lên đi. Nổi lửa lên đi, đốt nó đi, đốt. Nổi lửa lên. Bolo. Ok. Quẩy lên nào. Quẩy. Thôi, mình vãi. Ok, Google nó cũng mới nữa. Mình God away, prophet away. Vãi. Ok, đường đây. Nhạc mới còn nổi. Ok, hết nhạc. Có thể nó im lặng bất thường. Ok, cùng. Holy. Anh mập gặp anh nữa rồi. Đéo vui thế nào. Nope, không vui thế nào. Đừng nói mày biết ở đây. Đù. What the.
Ba. Yo lo. Không đi. Cái mình núp vô này tối nó có thấy mình rồi. Rồi thôi xác định ba. Hello. Ba, bắn đâu ạ? À? Mình lên. Lượng. Wow. Căn phòng cuối cùng. Rip. Thôi đời em nhỏ rồi. Ok, đây là lần thứ hai mình rip. Ok, mình chỉ cần đi qua con đường này mình sẽ gặp thằng mập đó. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ok, đóng cửa lại. Bảy cái cửa rồi, vâng. Rip đời em. Em không muốn rip. Rồi thôi, rip xác định, vâng. Rip. Đây, anh em muốn chịu chốn. Anh em muốn chịu chốn. Thôi rip luôn. Rip. Ok, đường này khóa. Rồi, rip. Ôi. Bài rip. Khó nhỉ. Mà nhớ nó quýnh mình 2-3 lần mới chết luôn. Mình có thể xông thẳng qua nó. Ok, vậy con đường mà mấy thằng mà ác đi ra lúc nào cũng là con đường đúng. Ok, vì nghĩa vô anh ơi rồi. Nhào vô solo. Shit. Ok, qua được rồi. Ok, cục đường. Thôi rip. Sao rip mãi thế nhỉ? Là sẽ giữ chiến thuật khác. Như đây, nó không vô căn phòng có cửa nào, nhưng mà có lẽ là bóng tối sẽ giúp chúng ta, nên chúng ta sẽ nấp kế bên đây. Ok, cái này có vẻ ổn. Ok, có vẻ nó không kiếm được cái cửa này, có vẻ là ổn rồi. Ok, nó tới rồi kìa, nghe tiếng nữa. Phải qua được khúc này. Ok, nó mở cái cửa kế bên. Vậy nó vô cửa rồi. Mình thì đi ra. Ok, hello anh ơi. Đóng cửa lại. Con đường sáng nhất. Ok. Giáp sâu lây. Ok, thằng Ngọc đừng động. Chúng ta có còn gặp nguy hiểm không nhau. Mà nó ra thì cái cửa kia và nó dí theo mình đến tới bến. Cái đi xuống thôi, có gì hot. Có gì nguy hiểm không? Ok, chúng ta đã đến chỗ này. Để thang máy còn đường thang nhất. Ok. Vô. Sao chìa khóa mấy này nó quăng lung tung. Nhà mình quăng lung tung còn mất nữa. Mấy mấy này nó nguyên khu này nó chuyển tay nhau không biết sao mất. Biết nó làm thế nào. Ok, chỗ này Fox Skyby. What? Ở trên đó là cái chỗ mà lần đầu tiên mình bị thằng mập nó thảy xuống. Ok, tiếp theo là cái gì đây? Box Skyby. À. Rồi. Ok, find another way. Oh, kiếm một con đường khác để ra. Ok, đường ra. Solo đường Box Skyby. Nhưng có lẽ phải tạm biệt anh em YouTube tại đây. Mình sẽ có vẻ là phần sau có vẻ là hết ở chỗ này, dòng sáng sổ phật đấy. Và mình kiếm không được khác để ra. Mình YouTube, cảm ơn YouTube đã xem. Bye bye, phần 10 là kết thúc. Sẽ giống thằng nào. Sẽ giống Black Hat. Hello, xin chào anh em YouTube đã trở lại với Outlast. Đây là cái chỗ mà chúng ta đã nhảy xuống. Và đây cái này sẽ bừng lên. Tôm, ok. Phần trước mình đã thấy. Nói về thời gian và cái gì đó của
được sự thiện lên là thiện. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand. Game này cái hình nó đẹp chứ, đúng không? Hình cũng đẹp lắm. Ta thấy đi được không? Phim chén phải. Nói chứ không phải chiếu phim chứ không phải chiếu Tom Cherry coi với vui chứ. Nói chứ không phải chiếu Tom Cherry cho mình coi. Ví dụ là cái này nó nói về cái dự án hay gì ra đây. Một dự án gì đó thuốc. Thuốc tại sao không nó không được phát hành ở Mỹ? Thì bởi vì đây là quê nhà của nó, có lẽ thuốc đó có độc. Ok, độc comment. Cái dự án đó là War Rider. Là vua. War Rider. Phấn là thằng nào? Không lẽ là mấy thằng này tên là War Rider nhỉ? Chắc là phần sau, trước khi vô phần sau mình phải đọc wiki rồi. Biết thêm. Ok, pin cái pin này pin nhiều quá, chẳng biết làm cái lều gì hết. Ê, pin. Sao mình dễ tìm hiếp? Oh shit, thằng này đang nói chuyện. Tàu phù. Game này như là nó troll mình. Lúc trước là có người đứng ở đây coi xem phim. Phim ha. Phim. Dạ mình đi kiểu này chắc té quá. Chỗ này giống như là khó để đi. Thiếu mất trung tâm cái té liền. Mình đi đi như thế này cũng hay vậy. Cái phim ra cái máy hình nó hoài à. Chỉ là cái tiếng của nó thôi. Phong tàu phục à mẹ thời gian vỡ lên dùm. Ok thành công công không thành công mà giờ kiếm cái gì đây. Ok chìa khóa đi xuống nó à mở cái cửa exit nhỉ. Exit nó gì đâu không nhỉ. Đi xuống từ từ thì mình cứ đi theo, mình cứ đi theo những gì game nó bảo là mọi thứ sẽ được sắp đặt đàng hoàng. Ok đủ nục 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 sao mình trốn đồ liệu nhỉ. Ô là lê. Ok cái cửa kìa ta bà ra đây đó ta ra đó. Ok cái bị ghi khóa này mở cửa. Ok hồi dễ phải không. Ok mình không thích mấy cái thằng mà cái chuồng cái trần nó đi dí mình không có gì gọi là hai hai. Sao mày không bao giờ mặc quần gì thằng này chắc pháp mỗi ngày cứ vậy nó không làm hại mình vậy mình chỉ ok 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 mày nghĩ mày cầm cái dao hụt được tao à? Không đâu. Tờ rim nhỏ vậy. Đi tiếp. Ok. Ta đến một. Ok mấy em đừng thông. Ok bình tĩnh mà niệm đi. Chuông nhà thờ đang reo. Ok. God has sickness. Chúa ghét bệnh. Okay. The fuck. Ok đến giờ tôi nói đang niệm. Ok sao mấy chỗ này nhiều thằng này quá vậy. Lúc này muốn giết mình, lúc này muốn làm bạn. Ok, đây là gì đây? Oh, barbecue. Barbecue nhà thờ. Ốc chìa khóa.
mình sẽ tham gia với War Rider trong một giờ thời gian ngắn. Rồi tới lúc đó mình sẽ biết War Rider là ai. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. Tự do là chỉ có thể chết. Chết tự do được. My resurrection. And together we will be free. Free freedom, okay, freedom. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Giờ mình coi camera mình có gì. Ok, camera mình đã quay được một tiếng tiếng mấy. Cái màn hình vi. Wow, nổi lửa lên đi. Nổi lửa lên đi, đốt nó đi, đốt. Nổi lửa đi. Umbalo. Ok. Quẩy lên nào. Quẩy. Thôi thôi, mình vãi. Kê của nó cũng mới nữa, mình God away, prophet away. Vãi. Whip, ok, đường đây. Nhạc mới còn nổi. Ok, hết nhạc. Có thể nó im lặng bất thường. Ok, cùng holy. Anh mập gặp anh nữa rồi, đéo dù thế nào. Nope, không dù thế nào. Đừng nói mày biết ở đây. Đù. What the fuck. Yolo. Hôm nay cái mình núp vô đây này, tối nó có thấy mình không? Rồi thôi, xác định phạt. Hello. Ba bắn đâu ạ? Mình lên lượng. Wow. Căn phòng cuối cùng. Rip. Thôi đời em nhỏ rồi. Ok, đây lần thứ hai mình rip. Ok, mình chỉ cần đi qua con đường này mình sẽ gặp thằng mập đó. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ok, đóng cửa lại. Bảy cái cửa rồi. Vâng. Rip đời em. Rip. Em không muốn rip. Rồi thôi, rip xác định. Vâng. Rip. Đây không có chỗ. Đây không có chỗ. Thôi rip. Rip luôn. Rip. Ok, đường này khóa. Rồi rip. Ôi. Bài rip. Khó nhỉ. Mà như nó quýnh mình 2-3 lần mới chết luôn. Mình có thể xông thẳng qua nó. Ok, vậy con đường mà mấy thằng mà ác đi ra lúc nào cũng là con đường đúng. Ok, vì nghĩa vô anh ơi. Rồi nhào vô solo. Shit. Ok, qua được rồi. Ok, cục đường. Thôi rip. Sao rip mãi thế nhỉ? Là sẽ giữ chiến thuật khác. Ở đây một nơi đẹp sang trọng vậy, và là đất bằng gỗ và đàng hoàng. Ok, tới chỗ này nó không hề đẹp thế nào. Tối và mọi thứ không đủ. Ok, xăm xét của tự do. Nope. Này chắc ấy thức tỉnh. Ok, cửa này có vẻ được. Ok, đúng đường con. Không đúng đường. Phải biết. Ghê chỗ chơi bì ra. Ok.
kê đang niệm Phật trước cái tivi. Cầu trời, cầu trời, cầu gì đó không biết. Thì lần này anh em thấy là up video khá là chậm bởi vì này đi học không được chơi game. Anh gán thay vào chủ nhật làm khá là nhiều mấy ngày nghỉ á, gán làm nhiều lên để mấy ngày đi học cầm vũ bi ra tìm net mà up. Cái chuyện là thế cũng gặp khá là chịu trở ngại nên up lâu. Ok thế đó. Ok mấy đường chỗ này thường có pin, dễ gặp pin lắm. Ơi toàn tới tụng kinh không nè, ở đâu cũng có một thằng tới giờ được tụng kinh. Ok cái này tên là confidential thế mà từ đầu tới giờ mình kêu bằng đột cung minh không vãi không, không có đường vô vậy. Tôi có vẻ phòng nào cũng hàng ngồi niệm. Okay. Đây tự do, tại sao mình không được nhảy xuống nhỉ? Nhảy xuống nhảy chắc không hay ho lắm mà. Nhảy xuống tự do phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái phòng bên kia cũng có thằng đang niệm kinh mà không mặc quần. Ở khi mình vào nó thông mình sao nhỉ?